Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn, về đây mình sống vui hơn, về đây Như một cái máy, thật sự như một cái máy. chĩa vô là tôi nói Chỉ à. vô là sắp đi làm casino rồi, cho nên bây giờ là phải trang điểm đẹp đẽ đúng không? Đúng rồi, thường vẽ cái like này con mỏng thôi, bữa nay Ừ, vô casino đậm. dễ dày lên tí xíu Đúng, đen chi. để cho người ta nhìn, tại vì mình chia À bài người ta nhìn mình cho đẹp để người ta bo tiếp. À, bò tiếp, ok luôn. À, đánh cái màu mắt này cho nó sáng lên. Wow, sao chuyên nghiệp dữ vậy trời. Trời ơi, ba mươi mấy năm không chuyên nghiệp. Bắt cấp ba mấy năm rồi. À, là cái da mắt này có căng đồ gì không mà sao nó căng dữ vậy? Có chứ cũng nè, kể sơ nha. Hai này kéo lên thái dương À, nè. giật băng lên. À, cho nó mắt nó đừng có xệ xuống. Tuyệt vời. Nhưng mà xăm cũng khoảng Xăm, xăm rồi xóa, xăm rồi xóa. xăm xóa mới đây gần nhất đây, cũng mới đây đó, cách đây 2 tháng. Ok. Cũng khoảng mười mấy lần. Tuyệt vời. À, mũi 10. Dữ vậy? Mũi mũi 10. Mũi tới 10 lần. Quá trời. Càm càm 3. Càm 3. Răng mấy? Răng 5. Răng 5. Môi 4cc. môi có mai hộc đậu vô đây nè. À, mai hộc đậu, có mai hộc đậu. Hộc đậu này Trời tài đất lộc. ơi. Rồi. Lỗ tai Lỗ chích. tai, chích tím còn tím nha. Ok, cưng. Sợ. Chích cái này lỗ tai chích Ông chú chủ xuống chưa, Michel? Ông chủ hay vậy quá. Bữa nào mà xuống hả sớm một cái hả la làng la sớm lên. Chị, bây giờ không có ông chủ để mình chơi bà chủ không? chơi bà chủ Đúng rồi, mình giết bà chủ không? không? Giết bà không? Trời ơi, bà đâu có làm lợn mình. Chơi bà không? Trời nóng mà. Bà chủ trước, bữa nay bà chủ xuống trước. Giết bà. Thường ngày là ông chủ xuống trước. Ờ. À, rồi ông chủ Đúng cầm không? piro của ông chủ hát. Đúng rồi. À. Mà nay đâu có ông chủ đâu dám Sao nói mày hơi á. xấu trước mặt vậy Trời ơi, ông ta? sợ gì? Ông chủ Sợ gì? ơi! Dứt liền. Ông Dứt không? Chị dập qua giật luôn. liền. Dập luôn, bữa nay có mình bà chủ dập Trời luôn. ơi, Hôm nhéo qua tại liền. vì mình cái thế mình ngồi trên Thế mình xe. ngồi xu liền. À, cho nên là mình dập đi, dập đi, dập Dập trước đi. đi, dập đi, Chị dập quất đi. trước đi. Chị có muốn dập cái mắt của chị không? Bà chủ bà chưa gì bà hầm cái mắt tôi rồi. Quá trời. Ôi, dập đi dập phụ chị coi. Thôi ấy đó. Mấy hả? Ừ. Đó, Hột sòn nào, sòn ở đâu vậy? hả? Hột sòn đâu dữ vậy? Ông Sơn đã cho. À, ta cho. Với bài á, với bài À, thương đại quá, dễ thiên thương thời quá, thương cái quá. bàn tay hên quá. Chia bài cho người ta trúng hoài á, Ừ. cái người ta cho học sàn Quá trời. cho nó sáng sáng mà chia bài cho đẹp. Bây giờ chuẩn bị là lên casino bà chân gà nha không. À, bà xanh gà. Đó. Tụi em lên trển rồi, mấy chị nào mà muốn có bút tụi em á, tụi chị lên trển gặp Đúng, em, vui vẻ rồi hoặc là nọ cứ tem. muốn bút tại nhà thì Đúng, cứ tụi em làm gì tại nhà. nhắn tụi em luôn, tụi em tới nhà phục vụ luôn. Đi Ok, đi đi đi. thôi. À, đi thôi. Nè Jennifer ơi. Cái nón kìa, kìa mây xèo ơi. Đi 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 đi. Đi sao nó kêu anh đi sao kêu luật sư bạn của chủ đi kiện ngược lại là luật sư bởi cho nó. vậy nghĩa Trời là đất ơi, thiệt tình suy gì nghĩ không, nhỏ chị bé. thấy không, cái này là cái gì vắng gì đó Dân dân chủ nhà gặp đúng học sinh không, tên lúc không xuống xuống với hiền lành sao hello. sao hai câu văn không có dính, kiểu hồi nói câu văn không có dính tôm đó, sao bị quý gì nhau trời. Thì kệ miễn có văn là được đúng rồi. rồi Trời ơi. là đi mới đi xuống là hiền lành lắm. Hello, morning, morning Jessica, morning Jennifer. Hiền lành ngồi kế bên, hiền lành, hiền lành. Ông chủ xuống cái trở mặt liền. Hả? Kỹ năng sống. Kỹ năng sống Kỹ sao vậy anh? năng sống. Sao vậy? Sống Sao mà ghê vậy? Trời Trời ơi, hồi nãy ơi. là định dứt rồi. Hồi nãy thấy rõ ràng không? Rồi Xuống. con Michelle bây giờ nó theo ai vậy? Con Michelle là cái con Nó theo cái thằng lái xe. Đúng. Mình không có nói nặng nó được. Cái thằng lái xe là xe chủ xe này luôn, hiểu không? Đúng. Nó nặng nó được. Nó bỏ xuống à? Ông Bỏ xuống chủ xe. từ làm xuống hết. Con Michelle là trên mạng người ta kêu là đồng tiền đó, là đồng tiền. Dạ. Yeah. Sao đồng tiền? Vừa rẻ tiền vừa hay mặt đó anh. Trời ghê vậy sao? Hôm nay trên mạng nói thôi chứ Không có Jessica đâu đơn đặt gì có. đâu. Đúng. Cũng một phần là cũng nhờ Jessica với lại Jennifer đó. Ừ. Xấu quá đó. Rồi. Mới xấu quá chị xấu.
là con mì xèo này là mì xèo money đúng không? Mì xèo money. Anh không được nói vậy. Mì xèo có cái sự hợp tác với nhau, cho nên hôm qua cho mình cho mì xèo đi cái chỗ Malibu đó, đi hưởng kế đó. Còn hai người kia xấu quá đâu có cho hưởng nào. Hưởng ké chứ không phải hưởng ké. Hưởng ké chị ơi, mốt mốt chị rành tiếng Việt thì chị làm ơn chị nói. Nói xấu người ta trời mà ơi. Nói như vậy đó. Chị khiều cái gì, chị khiều chồng chị cái gì? Chị nhắm chị làm lợi tụi tôi không? Khiều chị bị dấp cái chị khiều. Cái này không binh được luôn đó. Không binh được. Văn nó dũng. Chết chứ. Dũng về rồi cũng đi nói xấu người ta mà nói văn không. Trời ơi, bữa ở nhà bà luật sư anh ơi, là bà luật sư bà viết cái tiếng Việt để cho em sử dụng cái máy giặt. Mà bà luật sư bà là người Mỹ đặt. Đúng. Bà bị viết sai chính tả. Ừ. Mà phải chi người Việt Nam bắt bẻ bà không nói gì. Ừ. Mẹ Hàn Quốc người bắt bẻ người ta. Mà trong khi đó bà là phốt nhiều nhất là sai chính tả. Mà đi phốt người ta mà chỉ dẫn người ta. Chị ơi sai rồi, cái này không phải gì. Mà trong đó bà nói chuyện sai hết trơn. Đó. Như vậy. Thấy chưa? Không lẽ giờ tôi qua tôi theo phe này. À. À, trời ơi. Trời ơi. Rồi gia đình xào xáo rồi, gia đình xào đúng xáo. Rồi. À, vậy đi mình chọt cho gia đình xào này xáo. Phải chữ ba thôi. Nhiều khi mà thấy ra vẻ rồi nói là này không đúng, cú pháp không đúng. Mà trong khi đó là mình là sai cú pháp nhất đó. Mà hay xài mấy từ lóng, từ địa phương lắm. Thấy chi vậy? Chi vậy trời? Chi vậy? Đức văn thôi đừng bắt bẻ. Đừng nói đàng hoàng. Con mi xèo nha, bây giờ mình phải tính nó sao. Chơi nó chị ơi, em phải chơi nó chí mạng thôi. Con mi xèo hôm qua giờ là tin thấy không? Hôm qua nó đi uống đi ba cái gì hả? Bây giờ nó ý là nó có đồng bọn của nó là chủ xe. Trời đất ơi. Nó ngồi phía trước rồi nó chịu chạy hiểu không? Đúng mà chủ. Và nó nghĩ là nó đang làm một cái gì đó ghê gớm lắm. Đúng. Trời ơi. Mình phải tìm cái bình nhắn xuống đường để dùng này lắm. Trời đất ơi. Dứt nó liền. Thiệt luôn á. Mi xèo cũng nói gì không? Không biết nói gì luôn. Mày ước hiếp mà ngồi trên đầu trên cổ người ta. Ngồi trên đầu trời tự nhiên nghĩ ra cái từ ước hiếp đó trời. Mà nó dễ sợ nữa mà nó ước hiếp. Chăm chọt rồi xong rồi nói ước hiếp. Trời nói mà nổi về ra nè. Đi ghê thiệt luôn á. Cộng đồng mạng ơi giải cứu mi sao. Giải cứu mi sao. Cộng đồng mạng nói cho mày chết luôn. Kêu nè nó băng đạn tới nè nó đầu. Trời nè, nó ơi. Đến từ xa sâu nữa ra cái xe bự không biết đường xuống nè. Trời ơi. Nó nhốt tôi lại rồi. Chỉ có thằng chủ xe mới mở được thôi. À, trời. Chỉ có thằng chủ xe mới mở được. Trời ơi thằng kia mày làm gì tụi tao? Mình vô kế con mi xeo rồi. Trời ơi nó nhốt tôi lại rồi. Bây giờ không xuống xe. Cuộc đời tôi đi. Happy happy help me. Help me help me. Mà hôm qua đi ba nên là bạn là mới gặp hay sao? Hôm qua đi uống rượu anh. Nó bay từ đêm vừa bay qua. Phải không? Hôm qua đi uống rượu xong rồi giờ xỉn xỉn dìu 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 nhau như con bướm đêm vậy anh hai đứa. Như một con bướm đêm. Giống như con thiếu thân nào. Nó vào cho thế gian. Trời tối hôm qua tiếng bạc đỏ lắm nha. Em đã mang căn bệnh thế kỷ. Trời ơi. Cái bài chưa bài đâu. Cái bài gì đó. Em tôi đâu còn chi ngoài tấm tin ở miếu gầy mòn. À là chưa hả? Chưa. À. Ai biết đâu. Mày ơi. Qua tới bệnh thế kỷ lần chứ sao mày biết mà bài nàng kiều hồi lỡ bước sao giống vậy. Trời ơi đừng con Michelle lỡ bước nha em ơi, đừng có đưa nó xuống giật thảm quá em ơi. Đó tao phim thì bi kịch quá bán vé được quá tao chứ sao có tới bệnh mà xa đỏ chứ vậy đó em nói mình kinh nhậu thôi nhậu thôi. À, ok ok hôm qua là ở trên đầu em cái phòng nó trên đầu em mình em đung 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 nguyên đêm ngủ không được. Trời ơi cho nên diễm em đó nước mà tạt vô tường chị quá trời luôn. Nước gì tạt vô nước giờ nước mông tên á. À trời ơi nó rửa mà... nó tắm gì đó. À ở trên nó dội xuống. Trời ơi ông nội ơi trâu tắm hay gì mà dữ tạt dữ vậy. Trời ơi, tạt mà chị bị sốt luôn á, Jessica. Trời ơi. Ấy da, ui da, trời. Trời ơi. Nó bẻ lái cho mình té đó. Trời ơi. Quá trời, quá đất rồi. Nó bẻ lái cho mình té, trời ơi, vậy sao? Nó muốn bịt miệng mình. Bịt dễ gì, ba cái miệng này mình. Trời ơi. Trời. Mà rớt xuống xe tao vẫn la làng ra sớm. Trời ơi, dừng xe. Trời ơi, dừng ơi. Không có đó lố, không có đó lố. Đó 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 cái này thiệt nè. À, rồi người ta không diễn được. Ủa lại bằng chủ ghê vậy em đàng hoàng đi Liên. Trời ơi bé này nó mạnh quá, nên nó làm ghê quá gì cũng dám làm. Biết nói Ủa kỳ vậy. Biết nói tại vì không có nói gì đâu. Nói tiếng
Hello, how are you? I'm right, thank you, and you? Tối qua câu này cháu em nói. Nói câu nào mạnh hơn chị? Last night you sleep okay? Yeah. Come Cali you come you vội ao ao. You come how many day? How many day? Nói lộn how many day? Là you stay here how many day? How many day? 7 day. 7 day. Ủa, cùng luôn. Yeah. Hello you. I am single mom. Single mom and Mai hả? Mai Mai and Jessica. You Jessica. Vitamin em Mai. Ý là nó là single mom để chụp nhau. Wedding. You are together, wedding. Together tắm together. Nói không có được hiểu không? Trời ơi. À bí liền, trời ơi, dân Mỹ sao nói là tiếng Anh mình cứng họng. Trời ơi, ú ảo ớ liền. À, trời ơi trời. Để đầu xe phía trước thì ta phải thắng từ sao mà. Có sắp binh dữ vậy. Trời ơi binh. Ờ, làm gì binh, làm có cái gì mới binh chứ. Ờ, hôm qua làm chuyện gì rồi? Hôm nay ha binh. Ta uống đi rượu có một đêm thôi mà nói chuyện như vợ chồng vậy đó. Trời đất ơi. Yêu tiếng Việt anh nha. Là mình nói chuyện cừ là hiểu rồi. Nó hiểu mà. Hiểu mà. Sao không nói chuyện tiếng Việt? Em ơi xem ra dễ vậy. Trời ơi người ta người Việt. Trời ơi con nhỏ này. Ta người Việt ta thì mình quy định. Không biết tiếng Việt không ta mình quy định vậy. Tự nhiên quy định ta bây giờ ta là người Việt. Hiểu không? Trời rồi giờ tối hôm qua nè, đung. Nó lái ngồi nó đường mình tới xe cảnh sát nó dừng. Trời đó tôi. Sorry nha cưng ha. I am sorry. Đúng rồi. Michelle đồ đi đứng nhẹ nhàng dịnh cho kỹ nay đầu thai kỳ đó nha. Nhẹ nhàng đi đứng đồ khéo léo lợi, không đi rầm rầm rầm. Này là cấn thai hết luôn đó. Âm thai. Hôm bữa thì đi ở bên sân bay. Sân bay về bị homeless nó hãm. Còn giờ tới con nhỏ em Michelle đi ba. Đi ba mặt đỏ lên nước tạt hùng hùng đó. Một đêm say mà dính bầu rồi. Gia đình này thay ệt hoài. Trời thay ệt đầu thai kỳ hết rồi. Sao nhạy bầu vậy ta? Thiệt đó. Chắc này muốn gài ta vô bẫy hay sao? Có đâu. Cộng đồng mạng khi mà qua đây ta đồn là qua đây để sinh con thì bây giờ làm bị cộng đồng mạng vừa lòng. Dễ cấn. Xong rồi nhảy dữ vậy trời. Đẻ như heo vậy đó. Mấy chục năm không đẻ mà dính cái là đẻ. Kỳ vậy trời. Kỳ quá trời luôn rồi hết gian nói. Để tôi kéo hoài với. Câu chuyện ở đây xin tạm dừng. Hẹn gặp quý vị ở những clip khác. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt.